chiếc luôn nha các bạn ơi. Đây có chiếc nhỏ hơn ha. Cái này chạy thấy tốc độ hơn nè. Đang chạy trên sông Cái Lớn ha các bạn. Lớn lắm các bạn ơi, sông nó lớn lắm, bởi nhìn cái chiếc xà lan nó nhỏ hơn. Nói chung thì miền Tây các bạn ơi, có nhiều cái dòng sông lớn lắm ha. Mình quay cho các bạn xem là bên đây có chiếc ghe bầu nè, các bạn coi nè. Nó xíu luôn á. Xong hết hồ nè các bạn. Xà lan đang cua bóp còi quá trời luôn các bạn. Wow, ở đây có chiếc phà. Phà này đang chở cua bè nha các bạn. Bè Hitachi ha. Quay đầu luôn hả?
rồi lấy dầu các bạn ơi. Ơi, những pha xe cuốc luôn các bạn ơi. Wow, rồi cũng chặt cái cua rồi, cái đít nó sàn bên kìa, ghê chứ ta. Cua ma su này ở An Giang nha các bạn.